Đây là một số liệu gây ngạc nhiên. Theo một số dự báo, thị trường dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ toàn cầu sẽ đạt mức 40 tỷ đô vào năm 2013, tăng 10 tỷ đô la so với năm 2008. Một trong những liệu trình mới nhất được gọi là Vampire Facelift, nâng mặt ma cà rồng, sử dụng chính máu của bệnh nhân để tiêm vào những nếp nhăn và gò má của họ, để làm mờ sự xuất hiện của nếp nhăn. Từ Jeremy Hubbard, dấu hiệu của thời gian. Những người yêu phẫu thuật thẩm mỹ đã quen thuộc với việc bị kẹp, kéo, hút, giật, tiêm, chiếu laser, gọt hoặc vặn vẹo. Đây là một thứ mới mẻ. Vampire Facelift, nâng mặt ma cà rồng. Đừng quá phấn khích, liệu pháp này sẽ không khiến bạn trẻ đẹp như nàng Bella trong phim Chạng Vạng. Nhưng nếu làn da của bạn đã ở tuổi xế chiều, các bác sĩ thông thạo về marketing đã có một ý tưởng tuyệt vời. Tôi đang tò mò là liệu phương pháp này đã lấn át những phương pháp khác chưa? Nó vẫn chưa lấn át các biện pháp khác, nhưng nó đang trở nên rất phổ biến. Hiện nay, hàng tuần đều có các bệnh nhân đến tìm hiểu về biện pháp này. Bác sĩ thẩm mỹ Andre Berger ở Beverly Hills sẽ lấy máu của bạn với một cây kim và sau đó cho máu vào máy quay ly tâm. Chúng tôi lấy phần tách biệt với huyết tương và chuyển chúng sang một ống khác có chứa một thành phần xử lý đặc biệt trong đó, giúp chúng tôi có thể cô đặc huyết tương giàu protein có yếu tố tăng trưởng. Và một khi được tiêm vào, chúng sẽ kích thích collagen sản sinh một cách tự nhiên trên da. Những nếp nhăn mới sẽ được làm đầy bởi chính máu của bạn. Chúng tôi đi theo hai bệnh nhân đã bị thu hút bởi liệu trình. Đầu tiên là Phim Piper. Tôi đã thử xem có điều gì cần cải thiện hay không. Thực ra thì không có gì nhiều, nhưng liệu trình này sẽ khiến bạn thấy da của mình tốt hơn nhiều. Tôi thấy việc cải thiện những vấn đề nhỏ trên da vẫn tốt hơn là phải đại tu toàn bộ. Đúng vậy, nhưng cũng phải để cho chị biết trước. Hy vọng là vậy, đó là lý do tôi tìm đến đây. Một thứ gì đó được lấy ra từ cơ thể tôi rồi lại quay lại. Và đây là Shelley McCarthy. Thứ mà tôi lo ngại nhiều nhất, tôi nghĩ là sự chảy xệ và những đường nhăn quanh miệng. Tôi nghĩ chúng khiến tôi già hơn. Cả hai người đều thích ý tưởng về một liệu trình hữu cơ dùng máu của họ. Và nếu như những gì họ tiêm lên mặt là nguyên liệu tái chế, vậy thì chúng hoàn toàn tương tự như macaron. Gần đây, những kẻ hút máu đang xuất hiện khắp nơi, ăn nên làm ra từ cơn sốt macaron. Bạn thấy sao về nước tăng lực từ túi máu hay là nước hoa macaron? Ai mà lại không muốn có mùi như Dracula? Vậy nên nâng mặt macaron chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy liệu trình này có hiệu quả trong bao lâu? Lên đến 18 tháng. Chi phí khoảng từ 800 cho đến 1.200 đô la Mỹ cho một liệu trình, hiệu quả gấp đôi và giá chỉ bằng một nửa so với một số liệu pháp làm đầy khác. Liệu trình này an toàn vì nó sử dụng thành phần trong chính cơ thể bạn. Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn không lo lắng vì chúng sẽ không gây phản ứng như vật liệu bên ngoài. Và nó hoạt động ra sao? Hãy quay lại với bệnh nhân của chúng ta. Tốt đấy, đầu tiên là Lynn, trước và sau khi dùng PRP, và giờ là Shelley sau 3 lần sử dụng PRP và kết quả cuối cùng. Có đôi chút khác biệt, nhưng cả hai đều hài lòng. Máu dường như thực sự giúp bạn trẻ lại. Theo như Edward trong Chạm Vạng, anh ta đã 110 tuổi và không hề có một nếp nhăn nào. Nếu có việc gì đó cần làm, thì đó là anh ta nên rám nắng một chút. Tôi là Jeremy Hubbard từ Beverly Hills.